Kính chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Trong 20 năm ròng rã, người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hiên ngang đánh đuổi giặc phương Bắc. Ở đâu có quân giặc thì ở đó có người lính Việt Nam Cộng Hòa. Người lính đó canh giữ từng tấc đất của miền Nam Việt Nam. Lính trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa chỉ biết bảo vệ tổ quốc, không được phép phục vụ lợi ích cá nhân. Bất kỳ đảng phái nào, họ chiến đấu vì lý tưởng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Những gì họ phát biểu đều dựa vào danh dự của một người lính chuyên nghiệp chỉ biết nói sự thật. Trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam, người lính Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu cho lý tưởng của họ, cũng là lý tưởng của quân đội, của người lính, và quyết bảo vệ danh dự của người lính cho đến khi không còn sức. Trước hoàn cảnh oanh nghiệt của ngày 30 tháng 4 năm 1975, một số người đã gục ngã, số còn lại bằng cách này hay cách khác đã bị bắt đi tù sống như tù binh chứ không phải là hàng binh, như những đồn đãi lấy lòng bên phía lính nhà sản Bắc Việt. Trong cuộc chiến mà bên thắng, cuộc chiến đấu vì mưu mô thâm hiểm đánh để chiếm được lãnh thổ bất chấp thiệt hại quân số, đem lại nghèo nàn lạc hậu cho người dân trên thế giới này, chỉ có lính nhà sản mới có hành động đó. Kẻ thắng trận muốn biến miền Nam nghèo như miền Bắc, trong lúc đó chúng ra tay hành hạ nhân miền Nam, trong khi đó bản thân những kẻ thắng cuộc thì ăn hối lỗ và tham nhũng. Họ tạo nên một xã hội trong đó con người mất hết nhân phẩm. Tình trạng phân chia Nam Bắc càng nặng bởi một trong những nguyên nhân là người miền Bắc coi thường miền Nam là mỹ ngụy, và chính kẻ thắng cuộc chiến là người thiếu học, xuất thân từ một nền giáo dục của một chế độ lỗi thời lạc hậu. Như vậy, nếu nói riêng về thực trạng xã hội miền Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, bên thắng cuộc chẳng có gì mới mẻ và thiếu sót quá nhiều, nhất là những người dân miền Bắc và những người sinh ra sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì lầm tưởng về những điều trung thực về thực trạng miền Nam sau ngày mà họ gọi là giải phóng. Còn nhiều dữ kiện về viết sai sự thật hoặc chỉ đúng với những bài báo nịnh chế độ sau khi Việt Cộng chiếm được Sài Gòn. Người bên thắng cuộc đã đừng đổn đưa đất nước xuống vực thẳm sau ngày mà họ thuyên láo tuyên truyền là giải phóng. Kính thưa quý thính giả, cho đến ngày nay thì cả nước Việt Nam đã trải qua 46 năm thống nhất hai miền Nam Bắc dưới sự lãnh đạo của khối quân thắng cuộc theo chế độ xã hội chủ nghĩa lỗi thời. Mà người dân miền Nam chúng ta phải xác định ngay Đảng Cộng sản Tàu và Đảng Cộng sản Việt Nam là những người bên thắng cuộc, còn toàn dân Việt Nam là những người bên thua cuộc và đã thua đậm trong chiến tranh kéo dài suốt 20 năm. Cuộc chiến vừa chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì lại rơi ngay vào các cuộc chiến khác, đưa đến hậu quả là toàn dân đã thua, lại càng thua vì mất mạng sống. Người miền Bắc đã bị mất mạng trong 20 năm cuộc chiến là khoảng 500.000 người. Người miền Nam bị mất mạng trong cuộc chiến là khoảng 300.000 người. Trong khi tham gia các cuộc chiến thì chính những tên cầm đầu và lại sống để hưởng thụ cho đến ngày nay. Sự hưởng thụ vinh hoa truyền từ đời này sang đời khác, đó là mục đích chiến tranh của giới cầm quyền Bắc Việt. Là người dân Việt Nam chúng ta hãy nhìn vào sự thật của Việt Nam ngày nay: mất đất, mất biển, mất đảo, hậu quả vẫn chưa thấy hết. Hiện nay mặt trận Biển Đông vẫn còn đang nóng bỏng, toàn dân vẫn còn đang tiếp tục bị thua trên mặt trận này, chưa biết đến bao giờ mới hết thua, và đang làm nhức nhối những con tim yêu nước suy cho cùng trong một cuộc chiến tranh Việt Nam. Khi quân đội lạc hậu thắng cuộc bên nắm quyền thì người dân là điều thất bại. Kể từ khi loài người xuất hiện trên mặt địa cầu, không biết có bao nhiêu cuộc chiến lớn nhỏ xảy ra khắp mọi nơi, nhưng sau cuộc chiến ít ai để ý đến ý niệm thắng thua dai dẳng sau cuộc chiến tranh Việt Nam, đặc biệt cuộc chiến Nam Bắc nước Mỹ American Civil War kéo dài 4 năm làm chết hàng triệu người. Thế mà khi buông súng đầu hàng, bên thua cuộc lại còn đón tiếp trọng thể và được vinh danh nhiều hơn bên thắng cuộc, đã là nguyên nhân của sự hòa giải và hòa hợp giữa hai bên.
thực sự đã đưa đến thành công lớn trong việc xây dựng đất nước. Mặc dầu là một nước đa chủng tộc, đa văn hóa, đó là nhờ tính quảng đại của bên thắng cuộc đã giúp toàn dân đứng về phía bên thắng cuộc. Còn cuộc chiến tranh Việt Nam, bên thắng cuộc chỉ biết tìm cách để tiêu diệt, tàn phá nền văn minh, tài sản và cả trí tuệ của người miền Nam, để thay vào đó là một cái thiên đường xã hội chủ nghĩa giả dối. Không ai mong đợi tính quảng đại từ phía chính quyền Hà Nội, chỉ hy vọng là họ không bao giờ, họ không trả thù bên thua cuộc. Nhưng rốt cuộc, như mọi người đã thấy, hy vọng đã trở thành thất vọng. Bên thắng cuộc không những chỉ trả thù những người sống, mà ngay cả những người chết bên thua cuộc cũng bị trả thù. Vì thế sau cuộc chiến tranh Việt Nam, mặc dầu cùng chủng tộc, cùng văn hóa, đã 46 năm không còn nghe tiếng súng trên quê hương, nhưng ý niệm về thắng thua vẫn còn nguyên vẹn. Đó chính là nguyên nhân của sự chia rẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Chỉ vì bên thắng cuộc đã quá tự đắc kiêu ngạo, tự cho mình là đỉnh cao của trí tuệ, nhưng u tối đến nỗi không tìm thấy nguyên nhân căn bản gây ra sự chia rẽ hai miền Nam Bắc. Hoặc có thể thấy, nhưng đó không phải là cứu cánh của bên thắng cuộc, mà nếu như thế thì lại càng làm u tối hơn nữa. Những dữ kiện lịch sử đã chứng minh sau cuộc chiến tranh Việt Nam, giặc Tàu có lợi nhiều nhất vì một phần đất quan trọng ở phía Bắc và các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông đã từ lâu thuộc chủ quyền của Việt Nam, thì nay thuộc về nước Tàu. Kế đến là Đảng Cộng sản Việt Nam có lợi vì giành toàn bộ quyền tư hữu và quyền lãnh đạo đất nước. Dưới sự bảo trợ của giặc Tàu, toàn dân Việt Nam thua vì mất quyền tư hữu, mất nhân quyền và mất quyền yêu nước. Tất cả quyền ấy đã thuộc về tay Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ quốc Việt Nam thua vì mất đất, mất biển, mất hải đảo, mất cơ đồ do tiền dân xây dựng lâu đời, thì nay đã thuộc về giặc Tàu. Dù cho bên thắng cuộc đang hứng phấn tự hào về sức mạnh quân đội, thậm chí phía lãnh đạo Việt Nam còn dõng dạc tuyên bố đánh cho Mỹ cút ngụy nhào, nhưng bên thắng cuộc quên rằng sau cuộc chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã đánh sập đối thủ Liên Xô và các nước cộng sản Đông Âu mà không cần dùng đến một viên đạn nào, không cần phải mất một nhân mạng nào. Theo ông Ted Gunderson, cựu nhân viên đặc nhiệm ở Los Angeles và Washington DC, đã nói về cộng sản Hà Nội đầu hàng Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa vào đầu năm 1973, nhưng ngay sau đó chiến lược của Mỹ đã thay đổi như thế nào? Xin quý vị lắng nghe đoạn sau đây. Cộng sản Bắc Việt tuyên bố đầu hàng vô điều kiện Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa vào đầu năm 1973. Những tài liệu bất ngờ cũng nhân chứng cáo chấp của chính quyền Hoa Kỳ cho biết sau năm 1968, Cộng sản Bắc Việt đã bị kiệt quệ nhân sự vì hầu hết các lực lượng chính quy chủ lực quân Cộng sản Bắc Việt đã bị Mỹ và phía Việt Nam Cộng Hòa tiêu diệt vào năm 1972. Máy bay B-52 đã sang bằng Bắc Việt, đưa tới sự việc lãnh đạo Đảng Cộng sản Bắc Việt gửi điện thư đầu hàng vô điều kiện tới phòng truyền tin Hoa Kỳ. Bức điện thư đầu hàng của Cộng sản Bắc Việt đã được phòng truyền tin gửi về Ngũ Giác Đài. Thay vì tuyên bố cho thế giới biết về sự việc Cộng sản Bắc Việt đầu hàng, CIA đã đưa về nhân viên truyền tin đang làm việc tại miền Nam Việt Nam gồm 79 nhân viên văn phòng truyền tin Hoa Kỳ và thay đổi vào hoàn toàn nhân viên mới. Điện thư đầu hàng đã được ém lại. Ông Ted Gunderson là nhân viên đặc nhiệm ở sở Los Angeles và Washington DC, Special Agent in Charge Los Angeles Special in Charge Washington DC Office. Trong thời gian chiến tranh Việt Nam, ông là trưởng phòng điều tra, làm việc với những hồ sơ thuộc loại bảo mật quốc phòng High Profile Case. Trong thời gian gần đây, ông đã tiết lộ cho biết là Cộng sản Bắc Việt đã có điện thư đầu hàng đồng minh vào đầu năm 1973. Trong một cuộc nói chuyện tại Washington DC, ông cho biết như vậy. Trong cuộc nói chuyện này, được nhiều cựu chiến binh Hoa Kỳ hỏi về chiến tranh, hỏi về chiến dịch Operation Linebacker, là chiến dịch dùng B-52 để sang bằng tiêu diệt quân đội Bắc Việt đã đưa tới kết quả nào, thì ông cho biết
là Cộng sản Việt Nam đã đầu hàng ngay sau đó. Chiến dịch Operation Limbaker bắt đầu từ mùa xuân năm 1972. Ông Ted Gunderson cho biết là trong thời gian làm việc tại Việt Nam, ông đã tiếp xúc nhiều sĩ quan cao cấp của quân đội Hoa Kỳ, nhất là nhân viên thuộc phòng truyền tin Bộ Tham mưu Hoa Kỳ tại Việt Nam. Họ đã cho ông biết về bức điện thư Cộng sản Việt Nam tuyên bố đầu hàng vô điều kiện quân đồng minh vào đầu năm 1973. Bức điện thư đó tới nay vẫn chưa được giải mã. Ông Ted Gunderson còn cho biết thêm là tất cả các nhân viên thuộc phòng truyền tin sau đó đã được CIA thay thế toàn bộ. Những nhà báo viết về lề phải, tức là những bài báo bên thắng cuộc, thì chắc chắn không biết về chuyện ông Ted Gunderson, vì họ không cần biết hoặc không được phép biết. Mọi người lên án giặc tàu vì ý đồ xâm lăng Việt Nam đã được nuôi dưỡng từ khi Mao Trạch Đông cầm quyền ở Hoa Lục cho đến năm 1974, là thời điểm thuận lợi tiến chiếm Việt Nam, Mỹ và giặc tàu đều hành động vì quyền lợi tối cao của quốc gia họ là đương nhiên. Thế Đảng Cộng sản Việt Nam hành động theo quyền lợi của ai? Ngay từ buổi bình minh của cuộc chiến, nếu không có sự giúp đỡ của Nga, Tàu và ngay cả Mỹ sau này, thì liệu Đảng Cộng sản Việt Nam có thuộc về bên thắng cuộc được hay không? Đó mới là điều cần biết rõ để rút kinh nghiệm cho thế hệ sau, hoặc ít ra là muốn nghe lời bình luận thẳng thắn hơn là những thứ lẩm cẩm đằng sau hậu trường chính trị của chế độ Cộng sản. Chắc quý vị đều đồng ý rằng bất cứ một cuộc chiến nào rồi cũng đều đến hồi kết thúc, và có một bên thắng cuộc. Hiện nay, trong cùng một lúc, toàn dân Việt Nam đang phải đương đầu với hai cuộc chiến cực kỳ khó khăn: cuộc chiến chống chế độ mafia trong nước, quan tham nhũng khắp nước Việt Nam, và một cuộc chiến chống giặc ngoại xâm đến từ phương Bắc. Điều mong đợi sau khi hai cuộc chiến này kết thúc thì toàn dân Việt Nam sẽ đứng chung trong một bên thắng cuộc. Kính thưa quý thính giả, như quý vị đã biết, ngày nay hệ thống chế độ Cộng sản trên toàn thế giới không còn nữa. Các nước văn minh đã tự đào thải chế độ lạc hậu tồn tại ngay trên đất nước của họ. Khi người dân Việt Nam hiểu biết về thế giới bên ngoài lên tới trên 50%, thì có nghĩa là phần nước Việt Nam lúc đó sẽ được thay đổi như Liên Xô và các nước Đông Âu như Đức, Tiệp Khắc, Ba Lan, rồi Việt Nam cũng sẽ đến ngày được tự do. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình Yêu Tổ Quốc tiếp theo. Xin trân trọng kính chào. We'll be right back.